phê dạng cà phê trứng nổi tiếng Việt Nam nha. Cacao hạnh nhân không có. Đây là cacao hạnh nhân hả? Hello mọi người nè. Ê, sáng hôm nay mình dẫn phái đoàn ở bên Nhật mới về, đi lên phố cổ Hà Nội. Trời hôm nay ở Hà Nội rất là mát nha, cho nên đi hơi thoải mái. Cho mọi hôm mà đi là ướt hết cả người. Ngày hôm nay thì thấy nhiệt độ 27 độ, rất đẹp. Thao Tuyến về Việt Nam mà thấy vui không? Dạ vui. Vui không? Vui. Mới về ngày đầu vui lắm. Sao mấy ngày sau là hết mệt rồi đó. Đang nôn coi như là về Nha Trang nữa ha. Đây lên xe rồi, đi phố cổ. Đại ca ngồi giữa kìa, Đó, đại ca ngồi giữa đó, tài xế đẹp trai không? Đây thằng bờm đây rồi, lên xe chạy đi đó, có bắt tài kìa đó. Đi xe về Việt Nam đi xe sướng không? Sướng quá mà đúng không? Hả? Ôi xui gì? Sơn cốm Hà Nội. Cái này mới là ngon này, cái này mới là đúng chuẩn Hà Nội này. Về đây mà không ăn sơn cốm. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình ghé vào phố cổ Hà Nội. Mình sẽ vào review cái quán cà phê Giảng. Mình cũng nghe rất nhiều về cái quán cà phê này nổi tiếng, cho nên hôm nay mình quyết định vào đây để cái review cái cà phê này. Ok, mọi người cùng đi vào đó với mình nhé. Mấy người đi chung với mình thì đang ở sau này nó mua xôi xong đi lên đó. Không có đi phố cổ là phải chạy vào nhà đi uống cà phê. Hạt sen tươi luôn. Chưa bao giờ ăn xôi cốm. Chưa bao giờ luôn. Mà xôi cốm mà. Xôi cốm cực ngon luôn. Quẻ em à. Đảo. Cái ly cà phê mình từ. Chưa bao giờ mình dùng cái cà phê quá vậy. Từ. Bác đang tham nè. Đang chờ ly cà phê. Cà phê dạ. Nổi tiếng ở Hà Nội này đánh lên này. Ở trên này là cái trứng mà nó đánh sao mà nó trứng đánh nhau nhở. Đây là nghề của mấy đại mở năm nào. Cái cà phê mình mở năm 1946 nha. Chưa bao giờ mình uống cà phê này qua để mình coi nè. Này. Cái ngon của nó rất là lạ. Nó khác với cái cà phê sữa đá mà mình thường hay uống hàng ngày. Mình chưa bao giờ uống cái cà phê này qua, mà khi mình uống thì mình thấy nhạt nhạt với nghe mình chứng. Nếu mà nói là mình có thích hay không á, thì chắc có lẽ cũng thích, là vì có thể cái khẩu vị của mình nó không phù hợp với cái cà phê này.
những điều rất nổi tiếng ở Hà Nội. Đa số là khi những người du lịch tới Hà Nội đều vào quán cà phê này thử. Cho nên là mình mới quay trước sau đồ rất đông mà mình thấy được. Ở tầng 1 này, tầng 2 này, ở trước này, ở sau này rất là đông. Lúc nào đông nghẹt người mà ở phố cổ Hà Nội cũng về có một cái phạm vi giống như thế này để mà bán đông đúc như vậy. Thực sự mà nói là một ly cà phê này là bao nhiêu tiền? Cái này đấy, mà cái cà phê nó đưa ra như vậy này, mình thấy nó có mùi cà phê. Tại vì ở bên Mỹ á, nó cũng xuất phát cái cà phê nếp, nó gọi là cà phê nếp, ở bên Mỹ rất ngon, thì cũng xuất phát từ đây ra luôn. Mà mình thấy cái ly cà phê bên kia uống nó ngon lắm, thì cho nên mình có thể là cái khẩu vị của mình không có hợp, mình thấy không ngon. Nhưng điều mình phải vô thử để cho biết được là cái ly cà phê đây như thế nào, thì bao nhiêu người người ta nói là vào về tới Hà Nội là phải vào thì trước khi có quán cà phê này. Mình đã vào và mình đã quay tất cả những cái cảnh xung quanh cho mọi người biết được là mọi người có dịp về đến Hà Nội thì cứ ghé vào thử, có thể là hợp khẩu vị từng một người có một cái khẩu vị khác nhau nhá. Nhưng điều mình biết được là nếu đặt được mà khách nó ngon thì khách nó mới đông vậy. Đây là cái lầu 2, cái lầu 2 ở giữa và phía sau. Nó từng một, đây là cái quầy order cà phê, với nhà tính tiền. Đây là lầu 1, là phía dưới từ kỳ đó. Sau khi mình review cái quán cà phê giảng thì mình thấy mình cũng hỏi một vài người thì người ta nói người ta cũng không hài lòng với, không thích với cái ly cà phê này vì trứng nó nhiều quá, nghe mùi trứng chứ không nghe mùi cà phê. Thì người ta đông đúc như vậy thì mình cũng không hiểu vì sao, cho nên tò mò mình vào mình thưởng thức thử. Thôi bye bye, cảm ơn mọi người ủng hộ kênh Hoàng Family TV nhé. Hẹn mọi người những cái video kế tiếp ở phố cổ Hà Nội.